Mình sẽ chia sẻ với các bạn này cách làm món gà xào sả ớt tại nhà nhé, ăn cực kỳ ngon và đơn giản nhé. Ở đây các bạn chuẩn bị cho mình trái ớt này, ớt nếu các ăn cay thì dùng ớt nhỏ, ớt chỉ thiên cũng được, không thì dùng cái ớt to, ớt sừng nhé, để nó không bị cay. Tỏi này, sả này, một ít rau, đây là rau mùi tàu hoặc là chanh nhé, tùy các bạn nhé. Và đây là hai cái phần phía trên của cái đùi gà, rất là nhiều thịt, mình sẽ nọc ra mình lấy thịt, còn cái xương các bạn có thể nấu cháo hoặc linh nấu canh nhé. Bây giờ mình gà trước khi làm thì mình đã rửa sạch với nước muối loãng và để ráo nước như này rồi. Để mình lọc thịt gà trước nhé và ướp gà. Các bạn chỉ cần lọc và bỏ bớt cái bỏ cái xương đi thôi, không cần phải lọc kỹ quá vì cái xương này sau mình vẫn có thể nấu canh được mà. Bỏ xương đi rồi thái nhỏ cho mình mỏng để mình ướp gia vị để đi xào. Nếu mình bỏ lọc hết cái phần xương này đi, mình để lại mình chặt miếng và mình thay xương lợn để mình linh nhé, lấy nước để chúng ta nấu các loại canh, các loại canh khoai hay là canh bí cũng được. Miếng khác các bạn lọc tương tự nhé. Mình chỉ cần hai cái phần đùi như vậy là mình đã có một đĩa gà xào rất là ngon cho gia đình thưởng thức. Các bạn mua gà ta càng tốt nhé, không thì dùng gà công nghiệp cũng không sao. Mọc như vậy là xong, rất là đơn giản thôi. Rồi mình sẽ đi thái mỏng nhé. Với xương thì các bạn dùng linh, cháo hoặc lẩu canh. Bỏ cái xương lên rồi mình sẽ đi thái thịt. Không cần mỏng quá, nó thái mỏng nhưng không cần mỏng quá. Riêng gà xào sả ớt có cái da ăn càng ngon ấy. Nó không bị khô ấy, mà ăn nó giòn ấy. Cứ thái như vậy đến hết ấy. Như này mình đã thái xong rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ đi thái tỏi tiếp. Sả thì các bạn dùng cái phần sả mềm, các bạn thái mỏng nó cho mình. Sả thái mỏng, tỏi đập dập băm, ớt thì cũng thái mỏng, ớt bỏ hết hạt đi nhé, rau mùi tàu cũng thái mỏng cho mình. Thái xong thì mình đi ướp cho các loại nguyên liệu. Chuẩn bị mình sẽ ướp nguyên liệu, cho ít mùi này hoặc ít nào chanh này, nhìn cho vừa đẹp mắt lại vừa thơm ấy. Để chúng ta khi vừa xào xong chúng ta rắc lên rồi trộn cùng ấy. Tỏi các bạn đập dập băm nhỏ nhé. Và bây giờ mình sẽ đi ướp gà luôn. Để ướp gà thì trước tiên là các bạn ướp gia vị trước nhé. Mình sẽ ướp muối này, một chút xíu này, không nhiều muối nhé. Hạt lên, nửa thìa cà phê. Ở đây khi nọc xong thì mình cũng còn khoảng 400g thịt gà đấy. Dầu ăn cho một thìa cà phê đầy. Nước mắm cho nửa thìa cà phê cho nó tạo mùi thơm. Hôm nay ướp là tương đối đầy đủ nguyên liệu nhé. Ướp xong này thì mình không cần phải cho cái gì vào nữa vì nguyên liệu nó đã đủ rồi. Hạt tiêu các bạn cho mình 1/3 thìa cà phê. Khi nó ăn thì các bạn có thể rắc lên trên thêm. Còn bây giờ ướp để cho nó hết cái mùi của gà đi, mùi tanh đi. Và cái sa tế này, các bạn cho mình nửa thìa cà phê, vừa tạo màu lại vừa thêm vị. Và bây giờ mình sẽ cho thêm dầu hào là đủ thôi ạ. Bạn nào ăn đường ngọt thì cho thêm ít đường, nhưng mà không thì các bạn không cần. Tí nữa ăn thì rắc thêm một ít bột ngọt nếu mà không ăn bột ăn đường. Đây cho thêm 2 thìa dầu hào, cà phê dầu hào nữa. Dầu hào nó vừa mềm, nó vừa không khô, nó ngon món ăn của chúng ta hơn. Ướp này cho mình 20 phút nhé, trong khi chờ đợi chuẩn bị chảo để xào. Như này là đủ hết nguyên liệu rồi, khi xào chúng ta chỉ cần rắc thêm ít hạt tiêu, ít bột ngọt nữa thôi. Còn không cần phải cho gì nữa nhé. Khi mà mình chuẩn bị xong hết các nguyên liệu rồi, thì mình sẽ cho một thìa ăn phở dầu ăn vào và cho phần tỏi. Nửa phần sả, nửa phần ớt và
vào các bạn phi thơm lên trước và phần còn lại mình cho vào sau để giữ được cái mùi thơm ấy. Cho hết tỏi vào trước thôi, còn phần sả, phần ớt để lại phần mùi tàu cho vào cuối cùng. Khi mà thơm lên rồi các bạn cho gà ướp vào xào nhé. Gia vị đủ rồi, mình không cần phải cho gì nữa đâu. Cứ cho lửa to rồi xào để cho nó không có nước. Cho thêm phần sả, ớt và cúc vào cùng. Cứ cho lửa to để nó không ra nước và nó sẽ làm săn miếng thịt. Vì cái gà này nó vẫn ra nước mà. Nhưng chúng ta cho lửa to thì nước nó sẽ bay đi, nó sẽ không làm gà đọng nước nhiều. Và cái đảo lên cùng cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ cho khi xào kỹ nên rồi nó săn và mỡ nó ra rất là nhiều được. Đây mình cho thêm cái hành mì tàu vào. Khi nấu ăn ở nhà chúng ta làm nó rất là đơn giản như vậy thôi các bạn. Nên mình sẽ có một cái món ăn nó ngon, nó lạ miệng mà gia đình ai cũng thích ăn đấy. Bây giờ các bạn sẽ cho thêm ít bột ngọt và tí nữa có thể rắc cái hạt tiêu lên trên bề mặt đấy, dễ thức ăn đấy. Và chúng ta sẽ có một món ăn hoàn hảo cho bữa cơm gia đình mình nhé. Tắt bếp ạ, để cho ra đĩa nhé. Rất là ngon. Gà xào xả ướp xèo xèo và cực kỳ ngon và đơn giản ạ. Cho ra đĩa và thưởng thức nhé. Cái mỡ này thì các bạn bỏ đi nhé. Mỡ thì bỏ đi nhá. Cho ra đĩa nhá. Bỏ cái mỡ này đi nhá các bạn nhá. Đây ạ, đây là cái thành phẩm sau khi mình làm xong ấy, nó rất là ngon và bắt mắt ạ. Và cái cách làm thì vô cùng đơn giản nhé. Các bạn hãy làm cho gia đình thưởng thức nhé. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.